ta vừa cây này nó vượt nó ao lớn, em trồng mới có 2 năm mấy mà nó 3 năm mà nó phủ hết tàn luôn này. Nếu cái cành này tưới, anh tưới nó sẽ xanh lại, nhưng mà hết nó hết cái dinh dưỡng của nó sẽ vàng trở lại. Này là chanh là bao nhiêu hecta anh? Luôn chanh bỏ này, chanh này luôn là 3 hecta. 3 hecta ha. Giờ tính mấy cái chanh nó nhỏ nhỏ này chuyển qua trồng cái gì? Cây bột đang. Chứ giờ thì tính trồng gì đâu, tính trồng cái mít mà thấy mít gì đâu chết quá nè, ông anh trồng nó mít nè. Nước mặn quá đâu. Nước này có bị con chim. Này nước này bị mặn không? Bị mặn phải không? Mà thấy người ta 2 chấm trở lại, người ta tưới bình thường à. Thì không có dụ, người ta dụ vô nó khác xanh. Còn ví dụ mình không có hồ, mình để gì vô thì tưới cái cây sừng rồi đúng rồi. Thấy ta tưới cũng bình thường với thường mỗi năm á. Ừ. Tưới nó bình thường à. Đây nè. Năm này nó tốt dữ lắm, mặn giờ nó tự nhiên nó xuống nè. Xuống. Đo nước cho ra thử kìa. Rồi bị vàng hết luôn á. Nè những cái cây này mới đây là mấy cái cây này mới đây nó xanh đây mà giờ nó bị vậy nè. Miên lắm. Anh tư. 1.2 không? 2 thì nó không đo 1.2 chấm đổ lại là cho tưới được, còn lên nữa là bữa anh tưới phân thuốc anh tưới bằng cách nào? Tưới bằng máy. Bằng máy để dưới này là kéo tưới hả? Tưới với một là tưới bằng cái đó, hai nữa tưới bằng cái máy né. Ừ. Chạy mình giống như mình châm phưa thân tự động vậy, vừa kéo vừa tưới hút nước vừa hút phân. Nước đó chắc ngại à, nó sắc lại. Tay còn mặn hơn ngoài. 2.300. Tại nó nắng là sáng giờ đó, mình lấy ra cạn. Đồ pH thôi kìa. Cây này bữa nó xanh đen luôn, cái trước thì em xịt xử lý á ha. Ừ. Là nó xanh luôn á, mà tự nhiên xử lý xong nó trổ ra gì là nó bị luôn. Anh xử lý cái gì? Rồi đó xử lý bên công ty Nông Thịnh. Ừ. Anh biết công ty đâu? Ừ, nó xử lý nè. Xuống là xử lý luôn cái gì? Cứ vàng vậy đó. Có cây nó nặng thì nó xuống luôn. Ở đây cũng làm vật lý cũng hạ nước, hạ đồ bài bản. Này kỹ thuật cũng cao quá chứ. Tưới phân mới tưới nước hôm qua đó, còn ướt. Nó có vàng trong phân tự động nó tưới gốc đó. Dạ. Rồi. Cái này đưa ống nước ra ngoài hết. Không có sử dụng cái ống nước này nữa rồi. Không sử dụng phải không? Tại vì cái mình tưới bằng gốc đó. Là phải dọn cây nhánh cho sạch. Dạ. Còn giờ nó bị vướng nhánh, mình tưới nó chỉ nước nằm tập trung gốc mà. Dạ. Sợ nó bị úng rễ nên không, giờ tưới bằng máy hết. Tưới bằng máy như này. Bằng máy cái phi đây nè, nó máy để đó. Rồi. Vôi là bữa rải vôi hay sao anh? Hả? Bữa rải vôi hả? Không, lâu lắm mà em không có rải vôi. Em chỉ sử dụng chất nền pH với lần dằn điện. Ừ. Lần nung chảy. Nay cỡ chắc được năm nay là không có rải vôi. Em coi rễ đây được. Đừng cứ bị vàng vậy là chết hết. Bởi vậy nó xuống chanh này mới có 3.5 năm chứ nhiêu, chưa được 3.5 năm nè. Mới chưa được 3.5 năm mà nó xuống vậy nè. Mà cái clip của em là 10 mét mấy đó mà nó mấy cái cây này nhỏ chứ trong kia là nó giáp tàn hết luôn rồi đó. Ừ. Mau lớn á. Mà tự nhiên cái nó xuống vậy đó. Còn thu hoạch là lấy lại được phần nào chưa?
Cái đám này hả? Dạ. Tại lấy nhiều lắm rồi, đám này nó thu biết nhiêu tiền nói nè. Ừ. Cái này hái cả 100 tấn chanh. 100 tấn mà bán được nhiêu tiền? Nó vô giá hết đó. Vô giá. Nó như đợt này mà nó còn giá thì hái đợt này rồi cũng mười mấy 20 tấn. Dạ. Con tấn nhiêu tiền nè? Nay nó còn có 15 ngàn. Hôm qua nó 16 ngàn, nay tụt 15. 15 ngàn ký ha. Con tấn 15 triệu à. Cây nó đứng lại luôn, nhìn thấy nó sựng lá. Sựng luôn nè, nó ngủ ngày luôn nè. Cây này nè, nó xanh, bữa nó xanh mướt luôn mà nó dây nè. Không có dám bỏ một miếng phân hóa học luôn. Ừ. Cái thằng ấy bữa nó kêu, cái anh bên công ty á, anh kêu tưới thuốc, nó nói đụng nè. Giờ cái tưới thuốc nè, nó hết trị nổi nó. Kêu tưới cái thằng diệt kích rễ, cái thằng dưỡng rễ với cái thằng DB mới tưới nay chắc nửa tháng. Chỉ phân cá. Mấy ông nội tao bài ủ ba cá thúi thấy con đỉ mè. Ừ. Đó, ủ mấy phi với thúi giờ không dám tưới luôn. Rồi DB có tưới DB như nào không? Có, mà tưới ít, hết như đây tưới con bao à. Ừ. 500 gốc thì tưới con bao. Ông nào chỉ DB cho trời. Mình đó mình sợ mình nói ổng hắn nói tôi nói trời cây này si quá mình tưới đạm vô nhiều quá rồi đạm cá rồi gặp đạm nó nữa rồi có sao không trời. Ừ. Tưới đi. Ông nó ở đâu vậy? Công ty cũng cái thằng cài nó công ty nó đi bán thuốc ở đại lý giật mình xuống mình mua thuốc cái mình gặp mình ở tư vấn ha. À, bên cái công ty kiến vàng gì đó. Rồi. Thằng Tâm phải không? À đúng rồi, Tân Tâm. Đúng rồi. Linh Tâm. À, thằng Linh Tâm. Thầy hỏi hắn tên gì hắn mới Tân Tâm chứ. À. Nó nhỏ mà. Tại vì còn nhỏ mới có 20 mấy 30 vậy. Nó trẻ hơn Kiệt cơ mà, trẻ hơn áo vàng em mà. Ừ. Rồi, Tâm. Tâm. Hắn nói hắn chuyên làm mít gì á. Biết. À, như mấy cây này hổm anh thấy nó đen luôn á. Vậy đó. Rồi bữa anh Tâm nó chỉ kích rễ xong đi DAP. À không có, hắn nói lấy thuốc mua thuốc của hắn xịt. Dạ. Là nó xanh lại à. Rồi xong rồi hắn mới về mua cái thằng humic á. Dạ. Humic cộng với DB. Dạ. Rồi hắn mới có phân cá ở nhà mới nói tưới phân cá được, hắn mới cộng vô phân cá nữa. Tưới nay chắc nửa tháng rồi nè. Tâm mắt. Nó chưa xuống vườn này không? Chưa xuống vườn đây coi phải không? Chưa. Để hắn ở đại lý gặp hắn chưa xuống. Năm rồi nước nó mặn cỡ nào mà 2 chấm mấy 3 chấm luôn mà em tưới mà nước cây nó còn xanh đen luôn á. Năm rồi á, chứ đừng nói nước 1 chấm mấy này mà em tưới nó xanh đen luôn á. Rồi mới hôm nay nè, mai là biết rồi, kỹ thuật nè, môi gốc nó ra nè, rễ lên nè. Đúng rồi, môi gốc rễ lên để bạn Kiệt đo pH chứ kiểm tra vườn ha. Bây giờ vườn này á, là bây giờ anh phải giảm tải cho nó bằng cách là thu hoạch được trái nào anh thu hoạch giảm tải. Thì bây giờ em đang nôn đặng em lấy thuốc bên công ty của mình đó, em mới lấy thuốc nhận và hàng qua đó. À tại bữa điện cái số mà bên công ty đó rồi nói thôi bây giờ gỡ hàng trước đi rồi chừng nào mới ảnh lên mà ảnh coi vườn thì tính sao chứ. Rồi bữa lấy siêu dưỡng cây. À, siêu dưỡng cây với siêu lớn trái với humic Hoa Kỳ với Trico humic. Trico humic rồi ok. Thì một bộ siêu dưỡng cây canh siêu dưỡng cây cộng 2 gói humic Hoa Kỳ, 2 gói Trico humic đi cho 2000 lít nước. À, em kiểm tra em đo độ pH chỗ đây thử Kiệt, đo máu đây bên kia thì sao rồi? Đo cho giảm. Rồi bây giờ phải giảm tải nó. Bây giờ em tưới cái thuốc pH của bên công ty pH á. Cái rễ bên kia thúi. Thúi hết. Có xịt thuốc cỏ không anh? Vườn có xịt thuốc cỏ không? Không, lâu lắm, cả năm nay không có xịt. Mần hả, cỏ nhiều quá cho công mần ra vậy nè. Không, bây giờ cỏ ha. Bây giờ cỏ là anh để cho em ở quanh tán chỗ đây ha. Khúc này em để cỏ giùm em nha, từ ngay đầu ra này. Anh để cỏ cho em nha. Chỉ là mần ở trong gốc đó. Ờ trong gốc ra thôi. Biết sao nó cao quá rồi cái Em mình có cách nào mình cắt hạ cho nó bớt thôi. Chứ không có nhổ cỏ, anh nhổ cỏ là nó cũng là một cái vấn đề. Cái cỏ nó có lợi ích cho cái cây lắm á.
không đổ pH chưa, để thôi đọc dữ liệu thử. Thì bữa có tưới pH rồi thôi ok rồi, bây giờ để giảm tải cây. Chứ lại xong khi giảm tải cây xong rồi đó, trong cái thời gian này á, trong thời gian này á, những cái cành nào mà bị vàng vậy này anh cắt hết giùm em. Cắt mà giờ không có cầu ở đây, cái xứ này giờ không có công làm đi kéo cái kìa. Đây đây, cắt sát chỗ này luôn này, giảm tải nó mà cái lá nó để nó lấy cơ độc mới. Những cái cành này cắt hết, giảm hết, giờ mấy cành này là bệnh hết này, bỏ hết ha. Bỏ hết, cây nào mà bị vàng vàng là anh bỏ. Mấy cái này như trong này này anh cắt hết luôn giùm em này, đây này, cắt khúc này này, đó, để anh đi đi cho nó cơ độc mới. Đây này thấy không? Đây này, chỗ đây này anh cắt cái đây này. Này từ giờ cũng chưa đi cái bài cắt hay không? Có đi cắt lần nào? Ở đây trồng chanh không có đi cắt. Tại không biết biết là nó do nó bị bệnh á, nên phải cắt phải côn nó hết để nó ra nó ra một cơ độc mới xanh. Do là nó bị nữa, còn nếu anh tưới vô nữa nó cũng bị. Nha. Em cắt. Chứ bây giờ em có nghĩa là em giải cho anh là thuốc em giải cho anh thôi, nhưng cái phần bây giờ anh phải đi vật lý. Cắt hết cho nó vậy đó. Cắt hết đúng rồi, vàng những cái vàng này. Bây giờ không có kiểu gì mà anh kéo cho nó xanh rồi nó xanh rồi nó rớt rồi trở lại. Nó cũng bị lại. Cắt hết vậy giờ mình ăn trái xong mình cắt. Dạ. Ăn trái xong cắt. Bây giờ là trái này, bây giờ cái lứa này còn mấy ngày nữa thu hoạch không ta? Này, khoảng nửa tháng nữa hay. Nửa tháng nữa chị áp xì dưỡng cây xì lương trái vô để cắt, không có đi DAP đi biết gì nữa hết. Cái này là gom xuống lầu đi ra ngoài. Gom hết cho anh, cái này gom hết ra, không bỏ xuống nguồn nước nha. Thì gom bỏ xuống xuồng kéo ra ngoài. Dạ. Đốt tợ ở đây đâu có đó, phải cái máng này mới cho công hút xịt bóng mà rong lên vậy đó. Mình tưới nước mình tưới nhiều không anh? Nhiều chứ, tưới qua nay mà còn ướt vậy đó. Anh tưới mỗi lần anh tưới bao nhiêu vậy? Tưới bao nhiêu tiếng? Ở này hả? Dạ. Tưới mấy tiếng lận? Ấy là anh mỗi góc anh sượt qua một cái rồi hay là anh đứng anh chờ cho nó ướt đẫm luôn? Tưới thấy ướt đều thôi mình đi. Một tuần anh tưới bao nhiêu lần? Cứ bữa nay, bữa hôm qua tưới phải không? Ngày nay bỏ, ngày mai bỏ, mốt tưới. Mà khi mà anh bỏ như vậy á, anh tưới anh ra anh phải coi cái ẩm độ anh rửa chừng nó mát á, nếu mà nó mát rồi thôi. Một tuần là tính ra bữa nay tưới rồi mai bỏ mốt tưới. Là hai ngày tưới ờ à, đúng rồi, anh phải ngày này tưới, ngày mai ngày mốt bỏ, ngày bữa kia tưới thì được. Bây giờ trong vườn này á là ẩm độ rất là cao này, còn ẩm, trời nắng mà vậy. Nó còn ẩm độ hả? Còn ẩm độ cao lắm thì mình phan hết tưới nữa ha. Còn tưới chứ không tưới, anh tưới vậy là nó liền quá. Cái môi trường ẩm độ là môi trường cho vi khuẩn, vậy là mình giãn ra chút chứ không phải cây này không phải thiếu nước đâu, nước thì dư đấy. Tưới qua nay mà nó còn ướt vậy đó. Đường hát luôn tốt mà. Anh tưới nó cứ nó động, nó nguyên nhân á là nó bệnh, là nó bệnh đầu chỗ đây này. Động rễ ra. Động chỗ đây này, động nước vô chỗ đây này. Động trong đấy á, bây giờ anh bảo đảm anh cào cho chỗ đấy nó chỗ cái chỗ mà nghe chỗ ướt á, chỗ đấy nó sẽ bị ẩm rất là nhiều. Và chỗ đấy là nó nắm bệnh rất nhiều. Bởi vậy đâu có dám xài cái tưới tự động đó nữa. Tưới tự động thì cái đó này nghỉ rồi. Bây giờ á là anh để khô cái này là tưới hôm qua nào ta? Sáng hôm qua bữa nay nghỉ, mai nghỉ trước khi tưới, anh muốn tưới em ra anh coi thử nữa nữa hiểu không? Nó khô mặt đất rồi thôi, mà tưới đừng có tưới trong đấy, anh tưới tập trung vào đây thì cho em. Tưới theo cái dòng tán không à? Anh đúng không? Tại cái giò nước mình nó mạnh á, mình quơ đều hết trên cái tàn cây luôn. Cho nó phủ xuống như vậy. Nó phủ xuống, tưới bị sồn mấy hôm qua. Cái giò nước mình nó mạnh, mình tưới. Nó phủ nó len vô đây này. Bây giờ có cách nào mà tưới qua đây cho em thôi nè. Anh đẩy ở ngoài đây cho em thôi. Ở ngoài quanh đừng phủ lên trên nữa. Mà đẩy ngoài này không thì hai bên vách này thôi, chứ bên trong nó cũng đâu có được. Bên trong không được. Bên trong nó đâu có đủ nước, vì phải buộc phải đẩy ngay vô đó nó mới. Bây giờ anh phủ lên trên đó, nó len vô trong này, nó nằm vô chỗ gốc nữa. Ok ha. Như chỗ này mà để cỏ là ok này. Nó giữ được ẩm độ cho đất. Cắt thôi, cái này chỗ này để cỏ, ở trong này là không để cỏ. Ôi giờ ẩm độ quá cao. Để mua
Mà chỗ này thúi bạ luôn à, tụt luôn à. Hồi xưa nó cứ ra tới đây là nó ra tới đây bị đứt chỗ đây này. Thì cây này là mình dòm là mình tay ngang là mình cũng biết là cây này thúi rễ hết rồi. Đục. Tụt chỗ đây, tụt hết trơn. Nó bên mùi. Cái thằng công ty si nó nói cái này tưới vô hết. Hết thủy khu với hết này do là bây giờ anh phải cuôn cái cành nó bị vàng lá, cuôn cành giảm cái áp lực cho nó nữa là ra cửa độc mới nó mới xanh được. Mà nó cái này là hồi xưa nó cũng đã bị, hồi nhỏ nó cũng đã bị rồi này. Hồi nhỏ nó có bị rồi. Có nghĩa là lúc bị mình tưới vô hoài à, mình cứ tưới vô hoài, cứ cái cành vàng nó là nó hết xong nó xì ra cành xanh. Cái này là dược, cây này nó dược nó ao lớn. Em trồng mới có 2 năm mấy mà nó 3 năm mà nó phủ hết tàn luôn. Này, nếu cái cành này anh tưới nó sẽ xanh lại, nhưng mà hết cái dinh dưỡng của nó sẽ vàng trở lại. Đủ, bây giờ là phải chịu khó ha, giảm áp lực nó đi vòng vòng, giảm áp lực nó đã. Ví dụ như những cái cành này nó bị vàng này, thấy không? Bị vàng là giảm áp lực nó từ trong này nữa. Giảm sâu áp lực vô ha. Dạ, sâu vô. Đó. Bị vàng này. Vậy thì phải chờ ăn trái mới được. Ừ. Gỡ vốn lại chứ. Thì cái này phải chờ ăn trái. Còn cái cành nào mà nó không có trái á, thì anh có thể côn ví dụ ha. Bấm nó được, ví dụ như này này đó. Giảm tải nó. Này này, cái này anh chặn ngay đây này. Hoặc là anh chặn trong này luôn. Này cành không có phải không? Có con trái không sao. Rồi anh chặn này, mai mốt nó ra chỗ này nó ra màu xanh. Chứ anh cứ anh tưới vô nữa nó cũng bị. Bây giờ trước khi anh tưới á, trước khi anh tưới cái thằng suy dưỡng cây với humic Hoa Kỳ Trico Humic á, anh đi một lượt giùm em. Có lẽ anh lướt sơ một giùm em. Anh lướt cho anh tỉa những cái mà cái cành nào mà nó không ăn trái mà nó bị vàng á, anh tỉa lướt giùm em, rồi xong là anh quất nó cho công nó làm nó dọn cho nó hết được trái này đã. Đây trồng thưa lắm chứ không phải nhỏ bằng tay đâu. Ở đây trồng 4,5 m 5 m. Đây này mình sẽ thấy này, cái thằng trước đây đúng không, nó bị vàng. Anh đi cho nó đọt ra, nó ra cái đọt này, nó sẽ xanh, nhưng mà thằng trong này nó bị vàng đó. Rồi xong rồi từ từ cái thằng bị vàng á, nó sẽ nuôi thằng này sẽ bị vàng nữa, nó không có mạnh, nó đang ra bị ngủ. Nếu á mình làm ví dụ như khống chế nó luôn này, tưới cái ống này luôn phải không? Ống này thì nó tưới nó không có ướt ở trong. Nó ướt đều hết à. Nó không có, nó giống như mưa vậy đó, nó như mưa đó, mưa sao là nó vậy đó. Rồi cái này anh cào cái mô thấp xuống, có nghĩa là bài ra giùm cho em chút nữa. Thì đang tính đợi tới đổ mưa á. Dạ. Mình cào chứ giờ nắng quá anh đào sợ đứt rễ nó. À. Lấy cây bồ cào nè, có bồ cào nè. Dạ. Cào tại vì hồi trước cũng cào vậy đó. Cào dặm lúa. Giảm tải nó bớt, nó vàng vàng vàng, giảm tải nó hết. Đây là mốt rồi, cào ra. Cào nó ra hết. Cào đặng ra mưa nó không có động nước. Đúng không? Không động nước. Giờ mình trời nắng vậy mình tưới nó có động vô gốc không? Không, này không. Nó như mưa mà, nó có động. Ướt đều hết rồi, nó cũng khô đều hết đó. Cào ra hết. Cào cho nó lội cái bộ rễ. Rồi cái này nè, ví dụ như cái cành này nè anh. Cành này anh giảm tải nó luôn nè, cành này nó đang bị vàng nè, anh có nuôi cỡ nào nó cũng bị vàng nè. Rồi ra cưa độc mới, giữ cái cưa độc nó xanh.
Mấy cái cành này cành vượt. Cành vượt không à. Tại để chứ không có thời gian mà đi cắt nó, mấy cành nó lên nó dễ tét lắm, với trái nó không có. Ừ. Cái vườn bên này anh có tính xử lý cho nó hết vàng luôn không? Thì phải làm luôn đó, phải xử lý. Nếu cái vườn này là anh cũng côn cành hết luôn cho em. Những cái vàng là côn hết. Thì đang lấy thuốc là tưới luôn đó. Đang lấy cành. Nó vàng. Vàng cực kỳ vàng. Xanh lắm mà tự nhiên thế này nè. Hồi xưa cái chỗ này có đi DAB gì không? Này hả? Dạ. Này cũng mới tưới DAB với y như bên đó vậy đó. Quỷ Đồng Tâm nó kêu tưới đó. Đúng. Tưới vô không thấy xanh mà còn chết thêm. Ông làm cũng kinh nghiệm lâu nêm rồi mà sao ông quất cho DAB? Nó không phải xuống vườn coi cái vườn mới biết được. Chứ không xuống vườn mà nói qua miệng là căng lắm á. Đi ảnh giao cho công ty đó, đại lý đó. Hỏi cái dòng giờ nó chết rồi mình hỏi đâu rồi nó chỉ đâu mình làm đó. Mà hỏi mình cũng có nói nó, ủa sao mà nó đang chết vậy mà nó đang bệnh mà đưa đê đạm vô nữa rồi sao ta. Không sao vậy chứ anh tưới vô nó xanh rồi. Cái cành này cũng đang bị bệnh nè. Cái này chừng cắt vài bữa nó phục ra à. Nhiều bà con đi cắt cành bà con sót nó đâm tược ra còn ngon hơn. Ừ. Đâm ra nhiều cành nhện trái mới giữ. Mình không có thời gian mình cắt chứ nó đâm ra cành nhện trái mới giữ. Người ta rồi hồi nhỏ người ta trồng người ta còn cắt đặng người ta lấy cành nhện. Ừ. Có cái lớn gì mình cắt nó không có ngán mà ngán cái đem ra. Dọn đem ra đúng không? Ngán cái đem ra. Cắt cỡ nào cũng không có ngán đâu. Xuống cắt hết bà con. Cứ vàng là em giải tỏ nó, em không cho nó đi cưa độc vàng nữa. Dưới này em khử bộ rễ. Cái này mà chiều nó dứt một cơn mưa nữa nó tụ vô á chứ. Cái này bài nó xuống xíu nữa, chừng cào nó ra chỗ đây nữa. Cào nó ra. Cào chỗ đây nó bị đọng nước ấy. Chừng nhà nó thấy cái làm hết cây luôn. Nè, cứ vàng là đi cho nó đi. Giờ không biết trồng gì, muốn trồng vú sữa mà không biết không. Vú sữa Mica hả? Đó, kim. Mica ăn luôn vỏ hả? Ăn luôn vỏ, em đề xuất vú sữa Mica anh. Dạ, trồng đó. Dạ, vú sữa quần kim tính ra anh không năng suất bằng. Bà con trồng phong trào chứ em thấy vú sữa hoàng kim trồng khỏi cái đầu ra. Vú sữa hoàng kim thì bây giờ nó là thịnh nghi, nó hót cây rồi trái rồi nó hót không nghi nó hót, nhưng mà em thấy vú sữa hoàng kim năng suất không thua vú sữa Mica với sữa lò rèn với vú sữa lò rèn. Ở đây trồng nó không có tập trung, ở đây toàn là lái thì nó chủ yếu về cái thanh long với cây chanh không à. Dạ. Còn hả mình trồng cái mặt hàng khác thì cái nào nó lên đây nó ép mình. Ừ. Này cũng như mít nữa. Mít ở đây lái nó cũng không có nhiều đâu, có ông lấy mít nhiều khi lên đây mua rẻ hơn ta 1.000-2.000 ký một chừng. Thì nó không tập trung vùng á. Nó không tập trung. Rồi bây giờ mấy cái gốc như này như chỗ này á, chỗ này chịu khó cào ra em chút xíu nữa. Chỗ đây này chắc phải đổ mưa mới dám cào, với mùa nắng này sao dám cào. Không có đâu anh, bây giờ anh tưới nước nó anh không thấy vậy chứ nó cũng động vô chỗ đây chứ. Nó bào, anh bào chỗ đây đi. Bây giờ chuẩn bị mùa mưa rồi anh ơi. Trong 3 tháng 4 rồi. Cào chỗ đây ra cho nó bài xuống. Cào nó chứ
chứ hổng kêu nó bả cây. Tính ra cây kia bị là gần cái ống nước này nó phù vô nè. Nguyên cây này bị nặng luôn ấy. Cây bên này anh cũng cắt y vậy, y như em cắt mới nãy nha. Y bên này anh cắt, cắt hết rồi là đi ở dưới, ở đây đi cho em tưới siêu dưỡng cây. Trico humic, humic Hoa Kỳ để nó tái tạo bộ rễ dưới lại, lại nó ngăn ngừa tiếng tùng rễ luôn. Ở này là ở trong nhà là cũng có nấm bệnh mang ngôi vết maridumin rồi đúng không? Đúng không? Giờ xài qua làm gì? Giờ xài hữu cơ mà, thuốc hóa học không có tưới nữa. Cái không. Khi dân ta Riumin nó mới hội thảo này hai bữa trên nhà ông anh đây ở nhà tường nãy cái kế đó. Dạ. Tôi nói thôi đi. Nó nói tưới vô là cây xanh lại hết bệnh tiếng trùng với bị bệnh nhằn lá nó rễ tôi nó. Của ông nội đâu. Mày cho tao nhậu đi chứ mày đừng có kêu tao mua thuốc nữa. Nói sao anh tao chặt được tự tao chặt bỏ rồi tao xịt Riumin thằng nào tao cũng xịt mấy ký á, xịt cái thằng cái tàu đó. Dạ. Chứ giờ sắp chết hết rồi. Mình ghẹo nó chơi thôi chứ tại gì. Không thì cái phần Riumin dưới phần mangozet á thì nó cũng diệt được nấm bệnh. Nhưng anh trước khi anh khi mà anh diệt nấm bệnh xong rồi anh phải tái tạo lại bộ rễ. Thì cái phần đó thì cái này em cũng phải là em bán hàng cho nó, nhưng mà em cũng khuyến khích anh làm thêm một cử nữa. Trước khi anh bữa xịt trong bữa em thấy xanh xanh xịt lên mà. Cái này hả? Cái này mai cô giết xanh với thằng Riumin là xịt bên kia kìa. Bởi thằng chanh bông tím bằng xịt ngừa ghẻ. Dạ. Còn này không xịt luôn, chưa xịt nó luôn hả? Không, thằng này là không dám xịt. Tại thấy nó có bị nấm hồng nè, tính mua thằng cốc 85 xịt nè. Tính vài bữa mua cốc 85 xịt nè. Để cốc 85 nó trị nấm hồng hay lắm. Thì không, cái đó thì ok rồi. Rồi thì bây giờ cái quay lại cái câu chuyện mà chanh bị vàng lá thối rễ thì anh cũng thấy nhiều video mà bên chỗ em hướng dẫn thì cũng cày cày như anh côn cành xong rồi á là nấm bệnh á, ví dụ như của thằng Sigenta hay gì đó anh nói hồi thảo đó, thì anh tưới xong rồi là khoảng 4 ngày sau anh đi lại cho em bộ siêu dưỡng cây, siêu dưỡng rễ đó. Mình phải tưới thằng đó một cái hả? Phải tưới thằng đó. Vì nói chung là bây giờ em cũng không có giải pháp nào mà em chỉ cho anh hơn cái đấy nữa đâu. Thì để anh tưới để thứ làm gì để nó diệt được cái tiếng trùng rễ, làm diệt rồi yếu con tiếng trùng rễ, xong rồi mình mới bỏ cái bộ mà siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ với trico humic, là trico humic là có con trico đề ma, là nó làm cái thuốc trước á là nó yếu con, mình mới tấn công nó nữa. Đúng rồi, vô mình tấn công nó là mình tái tạo bộ rễ. Chứ cái này em cũng không phải là đi bán hàng cho thằng Sigenta hay gì hết, nhưng mà cái đó là em cũng chia sẻ thực tế. Trời, chứ cũng tưới nó đó chứ. Dạ. Cái đó là em cũng chia sẻ thực tế. Và bây giờ thì nó không còn cái giải pháp nào hay hơn. Em ở ngoài kia em cũng có cái loại thuốc mà em cũng mua cũng công ty khác, nó cũng mang cô vết rồi Riumin, trong đó nó có hoạt chất trong đó. Nhưng cái vấn đề của chúng ta là cây bị vàng lá thối rễ là do bị bộ rễ trước. Bộ rễ thì do nấm bệnh tấn công. Thì do mình diệt cái hàng nấm bệnh trước đã. Mấy cây thì vàng anh làm hết luôn cho em. Làm hết. Vườn cái chỗ này bao nhiêu? Bên đây hả? Dạ. Lô này gần 400 gốc, lô này 550. 400 gốc, 400 gốc thì đi cái lô này với lô này không 2 hết nè. Một gói Riumin pha vô 500 lít nước không ta? 500 lít nước. Hồi bữa anh ký, anh 1 ký anh pha cho nhiêu 1 ký pha 500 đó. 500 lít nước không? Dạ. Cái ngàn chứ, quên lộn, sạch cái đó là sạch à. Ủa anh tưới gốc chưa? Có tưới gốc không? Không xịt sao cho hết ông nậu? Xịt cái thằng chanh bông tím. À còn này, anh tưới gốc. Còn này tưới gốc thì mình pha khá lợi. Dạ, anh tưới gốc giùm em. Anh tưới gốc xong rồi 3 ngày sau anh đi 3 đến 4 ngày sau anh đi cái bộ siêu dưỡng cây humic Hoa Kỳ trico humic. Tại vì nếu không á làm anh đi sát ngày á là trico đề ma nó vô đấy, thằng Riumin nó dứt nó sao? Thì phải cách ly ra chứ. Đúng rồi, cách ly ra. Thì Riumin vô làm yếu. Đúng rồi. Đúng, chính xác. Thôi kết thúc video bà con. Thì cơ bản là anh côn những cái cành vàng, cương cành vàng xong anh diệt nấm bệnh ở dưới. Thì anh diệt nấm bệnh xong rồi là khoảng 4 ngày sau đến 5 ngày sau anh đi giùm em lại bộ kia, bộ siêu dưỡng cây. Thì thằng siêu dưỡng cây này nó có dinh dưỡng, còn humic Hoa Kỳ thì có vi lượng với humic là tái tạo bộ rễ. Thằng trico humic là vừa có trico đề ma với có humic tái kéo bộ rễ ra luôn, là nó hợp lý nhất. Còn ở trên thì anh có thể bữa anh có lấy thằng siêu vật đọt không?
Không, lấy thằng siêu lớn trái ngoài tại tính à, siêu lớn trái đó. Rồi siêu lớn trái xịt ở trên. Siêu lớn trái thì anh có thể cộng với thuốc sâu rầy được, cộng với cốc tâm lâm đồ được. Nhưng mà ở dưới á, thí dụ như bữa nào mà anh xịt có sâu rầy hay nấm bệnh, anh không có đi chung thằng Trichomix. Nó rớt xuống nó chỉ ăn con, nó giết con nấm chỉ con sao? Thì đúng rồi, đó, cơ bản là vậy thôi. Còn cái bài thì cái bài nấm bệnh là mình phải đi. Anh đi cho em một cử nấm bệnh đi. Rồi nước á, thì quản lý như cái góc này nè, anh thấy không? Anh thấy cái góc này nó động nước vô đây á, nó đơn giản vậy thôi chứ nó động vô á nó thúi. Sao không? Cái góc đó bữa em môi ra thử em coi cái rễ, em bươi cho nó trống cái rễ đó. Nó thì nó cứ vàng vàng vậy đó, mà nó cứ hả nó cũng đi tược bình thường, nó cứ vàng hoài vậy đó. Nó bây giờ anh bứ ra nhưng mà anh tạo nó một cái lỗ. Bây giờ anh phải cào ra. Ở như cái nón đang úp vậy đó. Thì anh phải cào cho thoát nước ra. Mình cái mô mình phải làm sao như cái bánh ú vậy. Dạ. Đúng rồi, cái bánh ú á, cho nước cần chừng nước cái tưới, đừng tưới trong đấy. Thế như mình giờ như anh cho em hỏi cái bây giờ cây chanh nó chết á, bây giờ mình lên cái mô mình lên cao là tốt hay là lên thấp? Thường thường á là cái vùng miền Tây này, cái vùng này so với miền Đông á, tất cả đồng cây trồng đều phải làm mô hết như cái bánh ú hết, cho nó bài nước. Cái nguyên nhân chúng ta là nó bị dư nước, dư ẩm. Tại vì ở đây em thấy có người thì kêu là lên cái mô chừng 5 tấc là đẹp. Nhưng mà em thấy đây mấy vườn nó lên cái mô cả thước nhìn. Nó cuốc một, như thí dụ nó cuốc một cái mọc này nó không bồi đất vô nữa. Nó cuốc cao lên cả thước vậy nè. Dạ. Giống như cái mô sầu riêng vậy đó. Y như mô sầu riêng. Nhưng mà em thấy đây nó trồng mấy vườn là rất là xanh mà không bệnh. Càng cao đúng không? Cao cả thước như mô sầu riêng vậy đó. Dạ. Nhưng mà đòi hỏi trồng sao mà phải cho nó lồi cái bộ đế lên y chang như cái cây đứa y cây mai vậy đó. Như cái bộ mai đế vậy đó. Dạ, đúng. Cho nó cái bộ rễ đó, nó bộ rễ thở của nó. Nó thở, nó không nghẹt cổ rễ, không bị úng rễ. Như cái cây mà đang sau cái máy camera kia, cây là anh đào ra, anh đào sai đấy. Anh phải làm cho nó bài ra một chút nữa, như một cái nón úp vậy, y cái bánh ú vậy á. Cái mô của em về thí dụ như nó khoảng 5 tấc đi. Của nó lên là có thể là cái mô lên gần vậy. Mấy thằng bạn em mới trồng mô rồi. Cái mô cả thước như nè. Nó trồng là em thấy đây nó trồng được. Ở đây là khoảng 4 đám chanh là nó trồng như vậy là không có cây nào bệnh. Nó rất là tốt. Nó thoát nước. Nó rất là tốt. Cái nguyên nhân của chúng ta mà khi bị nấm bệnh á là khuẩn á là nó cứ nó yểu hoài. Nó nằm hoài giống như mà bây giờ nó thực tế luôn, bây giờ nó thẳng thí dụ như chúng ta mình bị ghẻ đi ha, mà cái ghẻ chúng ta nó khô á là nó mau lành. Còn mà cứ nó ướt á là nó ướt. Nó ướt hoài là nấm bệnh. Nên á, bây giờ cái vườn này á, là mấy nãy em vô qua bên kia luôn là em cũng thấy lượng nước nó dư. Và ngay cả những cái cây nhỏ, cây này cũng vậy nè. Anh để ý cái cây mà cây vàng đấy á. Nó cây vàng đấy, cây bị vàng đó nó gần cái trụ. Này em mới tưới nước mới nè. Mới tưới mới. Đó, ngay như cái mô này là sai này. Bữa là anh cào ra anh coi rễ đúng không? Nhưng bây giờ cái này á. Thì phải phào đất ra hết. Cái này là phào ra, kéo ra hết. Cho nó. Khi mà anh tưới nước á là nó trượt xuống liền, có lỡ tưới luôn nước á, khi mình chủ yếu là mình đi bên ngoài này dưới phân rồi mình đi ngoài. Bây giờ mà dụ phân bón mà anh cứ trút vô đấy là cũng tiêu. Phân là mình phải đi theo tán lá. Dạ, nước cũng vậy, đi theo tán lá, tại vì rễ năng ngoài này. Dạ. Có năng trong đó, đi vô đó vài bữa nó xì mũ thân chết luôn. Thì bây giờ những cái trường hợp cây như vậy là anh cũng cào ra làm cho cái đừng có đắp đất vô góc nữa nha. Không, tại đâu có đắp. Với hồi sáng là em đi cái vườn kia là ông nội ơi, ông kia ông đắp vô cứ cào ra hết vậy đó. Cứ cào mạnh ra. Sao đất này nó xốp vậy không? Dạ. Em đi phân hũ, phân gà. Phân gà nở ra một gốc là em đi 1,5 kg một ký. Cào mạnh ra. Cái này là nó về vấn đề vật lý ấy. Đó. Ủa, cào ra vậy đó, cào còn mạnh hơn nữa ấy. Tại vì nó hết văng. Vậy đó. Đó, mấy nhiều mấy ông bạn làm đúng rồi ấy. Nước này nó bài ra hết. Nó chỉ cần mà ống vô, em nói thật nó úng vô chỗ đây chừng 2 lít nước thôi mà nó ngâm chừng nửa tiếng đồng hồ rồi cái cây anh thấy nó khác rồi đó. Ẩm độ còn cao thấy không, trời nắng cửa đây mà ẩm độ quá cao mà. Còn những cái cành vàng như thế nào, cành vàng là mình cắt hết ở dưới này, mình xử lý gốc kéo nó hết ra cho bộ rễ nó thông thoáng, bộ rễ nó thở đó. Bây giờ anh cào, giờ anh tưới nước thì nó không có động, cứ nó chảy nó bài ra đây là ok. Còn mà nó cứ nằm trong đấy là nó bệnh hoài thôi. Như cây này em thấy. Để coi bên này coi.